ngày 13 tháng 5, hàng chục cán bộ, chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia triệt phá điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà thuê của đối tượng Hồ Văn Phương, trên đường Lý Nam Đế, phường Kim Long, thành phố Huế. Quá trình tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà thuê của đối tượng Hồ Văn Phương, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ 5 kg ma túy tổng hợp rạng đá và một số lượng lớn tiền mặt cùng các tang vật khác có liên quan. Theo thông tin ban đầu, số ma túy này được Hồ Văn Phương vận chuyển từ tỉnh Quảng Trị vào thành phố Huế và tập kết tại ngôi nhà này. Lực lượng công an đã bắt giữ 5 đối tượng đến Huế thành lập trung tâm để tập trung, trung chuyển ma túy đi các nơi tiêu thụ. Các đối tượng có liên quan gồm Trần Quốc Tiến sinh năm 1993, trú tỉnh Phú Thọ, Đào Xuân Bách sinh năm 1991, trú tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Thị Ngân sinh năm 1997, trú thành phố Đà Nẵng và Ngô Thị Mộng Luyến Tức Duyên sinh năm 1988, trú tỉnh Hậu Giang, người yêu của Phương.